Nữ đạo diễn rất là nổi, đang nổi ở Hà Nội, tại sao lại chọn ở Hà Nội, lại chọn đúng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh vậy? Có vẻ như là chọn đúng Hà Nội thì thật đậm chất Hà Nội sang. Việt Thanh là người Hà Nội nên sẽ hiểu được cái tinh thần âm nhạc Hà Nội, tinh thần về một không gian. Nếu mà một người ca sĩ thực hiện